Top 5 con giáp giữ tiền giỏi ngày càng giàu. Có nhiều người tuy làm ra tiền nhưng không chắc đã giàu có vì họ không có mệnh giữ tiền. Như những con giáp dưới đây là người giữ tiền rất giỏi và sẽ rất giàu trong tương lai. 1 tuổi Ngọ, 10 tuổi Ngọ giỏi làm ra tiền lẫn giữ tiền. Giống như số mệnh con vật mà họ cần tinh, những chú ngựa sẽ không ở yên một chỗ. Những người tuổi Ngọ thường phải bôn ba nửa cuộc đời bận rộn và vất vả. Nhờ chăm chỉ thời tuổi trẻ cộng với có vận may tiền tài nên đến tuổi trung niên họ sẽ được hưởng an nhàn. Với tâm thái lạc quan vui vẻ là người có ơn tất báo, sống rất có trách nhiệm và biết điều. Chính vì vậy nên cuộc đời tuổi họ khá bình lặng. Họ làm ra tiền và không mất tiền vì bị hãm hại hay những chuyện không đâu. Tuổi Tý mong muốn làm giàu vĩnh viễn theo đuổi tuổi Tý nên tiền bạc chỉ chảy vào túi họ chứ chẳng mấy khi được tiêu đi. Tài vận tuổi Tý ổn định vững vàng, phần lớn những người là do quá nhiều tham vọng. Họ nhanh nhạy thông minh khám phá ra những con đường mới nên tiền bạc cứ quần quận chảy vào túi. Thay vì làm một công việc nhàn chán cả đời thì tuổi Tý luôn lao mình vào những công cuộc phiêu lưu tiền bạc. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi cẩn trọng có trách nhiệm cao. Tuổi Mùi tính cách cẩn thận, họ sống rất có trách nhiệm, tạo cảm giác an toàn cho người khác. Chính vì vậy nên vận mệnh tuổi Mùi phú quý là do tu dưỡng cả đời có được. Họ nhiều bạn bè nhân duyên tốt, có nhiều mối quan hệ làm ăn và hay được người khác giúp sức. Là một người thuộc phái hành động cộng thêm tính cẩn thận nên có thể nói những người này văn võ song toàn. Họ nghĩ thì sẽ làm ngay lập tức, không do dự nên tiền bạc đến cũng nhanh. Như tư duy của họ thông minh nhanh nhạy nên tiền bạc không dễ gì chảy ra khỏi túi của người tuổi Mùi vô nghĩa được. Tuổi Tuất, trí tuệ và năng lực quan sát của họ khiến những người này trở nên tự tin trong mỗi việc làm, khiến được tiền và giữ được tiền ngày càng nhiều và càng giàu. Nhẫn nại, trung thành, trung thủy chính là những đức tính khiến người khác yêu quý. Những người tuổi Tuất cũng thuộc trường phái hành động nhưng người tuổi Tuất không thiên về tốc độ mà lâu bền. Chính vì vận mệnh tốt nên ít người tuổi Tuất bước sang tuổi 40 mà không giàu sang phú quý. Tuổi Thân hoạt bát tháo vát là những người tuổi Thân. Sở hữu trong tay tuổi Thân khó có đồng nào lọt thoát. Họ thuộc mệnh kim nên là những người làm được ra tiền đồng thời cũng tiêu tiền rất bạo tay. Họ nhanh nhẹn láu lỉnh, có thể kiếm tiền bằng rất nhiều cách nhưng càng kiếm nhiều tiền may mắn rằng cũng chỉ là chỉ tiêu mua sắm, không phải những khoản đầu tư ma làm hao hụt lợi nhuận. Vì thế nên tuổi Thân cũng có thể miễn cưỡng xếp cuối trong bảng xếp hạng này. Dù vậy, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng là ở sự cố gắng từ bản thân mỗi người. Tin chắc rằng những ai đó cố gắng sẽ lật ngược thế cờ số mệnh. Hãy kiên trì và tin tưởng vào bản thân, đừng buông xuôi, cũng sẽ có một ngày mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Trên đây là những phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Kiến Thức tử vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Kiến Thức tử vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.